Tết combo gồm một bảy hai canh B3 và một con đôi full 30 RTS 212 cho bác Trần Lưu Nam Định nhé. Đây là thử đẩy B3 này. Con này ok nhưng mà cái con này phải hơn này, nếu mà đời mới đỏ có anh nó thoải mái hơn.